dõi thước phim tư liệu về hành trình 30 năm của Aribo chi nhánh tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý vị đại biểu, với sứ mệnh lịch sử được xác định từ ngày đầu mới thành lập, gắn với công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh Đồng Nai, trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, Aribo Đồng Nai đã từng bước lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Nai. Ra đời đúng vào thời kỳ nền kinh tế bước vào thời kỳ đổi mới với bao bộn bề gian khó, Aribo Đồng Nai phải đối mặt với muôn vàn thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Với nguồn vốn vốn luôn phải đi lên ngân hàng cấp trên để cho vay, dư nợ rất thấp và chủ yếu là đầu tư ngắn hạn, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả kinh doanh yếu kém, tỷ lệ nợ xấu cao, thu nhập chủ yếu là từ lãi cho vay, tiền lương của cán bộ không đảm bảo cuộc sống. Những khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua đó lại chính là môi trường tôi luyện để Aribo Đồng Nai có một bản lĩnh vững vàng vươn lên đi tiếp và gặt hái thành công. Và đến nay Aribo Đồng Nai lại là một trong những chi nhánh luôn thừa vốn và là một trong năm chi nhánh đứng top đầu của hệ thống Aribo trên toàn quốc về nguồn vốn và dư nợ. Là ngân hàng chiếm thị phần lớn trên địa bàn Đồng Nai, các dịch vụ cung ứng khách hàng đa dạng. Năm 2017 thuộc nhóm 3 chi nhánh thu dịch vụ lớn hệ thống. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu thấp. Aribo Đồng Nai trong những năm qua luôn là một trong những chi nhánh góp phần tài chính lớn nhất cho Aribo Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Aribo Đồng Nai đã được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ và rất nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát huy truyền thống và thành tựu của bề dày lịch sử 30 năm xây dựng và trưởng thành, Aribo Đồng Nai sẽ tiếp tục viết thêm những trang sử vẻ vang, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra và tiếp tục đồng hành cùng tam nông đa dạng cùng khách hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển lớn mạnh cùng kinh tế đất nước. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức chào cờ. Xin mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị ở khác chúng ta sẽ đứng lên chỉnh đốn trang phục để thực hiện nghi thức chào cờ. Nghiêm, chào cờ, chào. Nghi thức nữa, xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quan khách, để ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Aribo Đồng Nai trong suốt 30 năm, đồng thời ghi nhận sự đóng góp các thế hệ cán bộ viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Aribo Đồng Nai. Cảm ơn chân thành đến sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong suốt thời gian qua. Tri ân các thế hệ khách hàng luôn quan tâm gắn bó với Aribo Đồng Nai. Và ngày hôm nay, Aribo Đồng Nai chúng tôi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Aribo Đồng Nai, 26 tháng 3 năm 1988, 26 tháng 3 2018. Đến dự và cùng chung niềm vui với tập thể cán bộ viên chức Aribo Đồng Nai, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Hùng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, trưởng các ban đảng, sở ngành, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng về dự lễ kỷ niệm. Về phía lãnh đạo các đoàn thể, xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Ngọc Loan, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai.
cùng các ông bà là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thị xã và các huyện. Về phía lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Minh Trí, Ủy viên Hội đồng thành viên Agribank. Xin giới thiệu ông Nguyễn Thiện Quân, Phó trưởng văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam. Và xin được phép bổ sung đó là chúng ta cùng chào đón lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, thành phố và các huyện thị. Về phía lãnh đạo thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện, xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo thành ủy, thị ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, ủy ban nhân dân các huyện. Về phía lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai. Cùng các ông bà Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Đồng Nai cũng đã về dự lễ kỷ niệm trong ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông bà Giám đốc Phó Giám đốc Agribank chi nhánh các huyện, thị xã Long Khánh, ông bà trưởng phó phòng nghiệp vụ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai cùng trên 500 cán bộ nhân viên đang làm việc tại Agribank Đồng Nai đã về dự lễ đông đủ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trên 200 quý khách hàng của hệ thống Agribank Đồng Nai cùng về dự lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đối với cán bộ Agribank Đồng Nai qua các thời kỳ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Nhân, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai, các ông bà nguyên là phó giám đốc Agribank tỉnh, giám đốc, phó giám đốc Agribank chi nhánh huyện, thị xã qua các thời kỳ. Cùng trên 150 cán bộ hưu trí đã có thời gian công tác trong hệ thống Agribank và các cán bộ đã công tác tại Agribank Đồng Nai chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội và các đơn vị khác đã cùng về tham dự lễ. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn phía cơ quan báo chí truyền thông đã đến dự lễ ngày hôm nay. Tiếp theo chúng tôi xin được cảm ơn, được vinh dự nhận lăng hoa của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy, thị ủy, huyện ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị. Vâng, và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai, đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank. Xin trân trọng kính mời ông ạ.